Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất ngộ tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì chúng tôi cũng tiếp tục nhận được rất nhiều những email quý vị gửi. Nhưng chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi là quý vị gửi những cái video clip đó, trong đó chi tiết nó rất nhiều. Nếu muốn sử dụng á, phải ngồi xem, phải ngồi cắt ra. Thì cái làm những việc đó thì nó khá vất vả cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu được cái thiện chí của quý vị, nhưng mà nếu chúng tôi không sử dụng thì quý vị thông cảm, bởi vì bây giờ mở ra phải xem, phải xem từ đầu đến cuối rồi mới biết đường là cái đó là cái gì. Thì nó khó hơn là một bài báo, cho nên là chúng tôi xin quý vị cũng thông cảm cho. Chứ còn nhiều khi quý vị gửi nó, tôi mất công tôi gửi mà không có thể sử dụng. Và cái tên của chương trình là đọc báo Vẹm, có nghĩa là chúng tôi đọc báo, tức là báo đọc. Báo đọc tức là báo in á, báo mạng, chứ chúng tôi không có phải là xem báo Vẹm. Thí dụ như quý vị gửi những cái video clip mà của đài VTV số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó họ có chiếu thì cũng rất là khó cho chúng tôi để mà thức về kỹ thuật để mà thực hiện chương trình này, trừ những có cái ngoại lệ mà cái đó nó hay quá, nó đặc biệt, nó thích hợp với chương trình thì chúng tôi sử dụng một đoạn. Còn ngoài ra thì chúng tôi lại vì cái chương trình là đọc báo Vẹm mà, cho nên chúng tôi đọc báo để quý vị cùng nghe thôi. Làm đúng chủ trương chính sách của nhà nước, được như thế cũng là tốt lắm rồi. Rồi, nói về chủ trương chính sách nhà nước thì hôm nay chúng tôi xin phép được nhắc lại một vấn đề, bởi vì cần phải nói về có một bài báo là lý giải những câu hỏi lớn về con đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thì hôm trước chúng tôi có thưa với chuyện với quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng ông in ra một số sách và ông có một cái website để cho mọi người vô đọc, gồm có 29 bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì bây giờ người ta đã in sách ra và báo chí người ta đăng như thế này: các nhà khoa học nhận định cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt đã phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi đọc bài báo thì nếu như với thời buổi bây giờ, anh biết là thì giờ nó cũng quý lắm, ai cũng bận rộn, nếu như muốn cho nhân dân vậy hay là như cá nhân của Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi muốn tìm hiểu thì cái chủ nghĩa xã hội của Nguyễn Phú Trọng như thế nào, ít nhất đó thì quý vị không phải đưa ra một vài cái điểm chính, ví dụ như là những áp dụng cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đó và những cái phương thức về chính trị nè, về kinh tế nè, thì Việt Nam đã thành đạt, đã có những kết quả nào mà áp dụng theo cái đường hướng chủ nghĩa xã hội, thì lúc đó nó mới có sức thuyết phục, thì lúc đó người ta mới dần người ta mới tìm đọc vô. Chúng tôi mở từ đầu đến cuối thì chúng tôi thấy toàn là các bố vái nhau quá nhiều. Mà cáo thụ vái nhau không? Thì dĩ nhiên là khi mà ra mắt sách thì đông lắm. Thì người ta ca ngợi. Và trong đó có những cái điểm chính như thế này: nội dung xuyên suốt các bài viết là sự phân tích, biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt hết sức dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. Nhưng mà chúng tôi không thấy được là từ khi có đảng tới bây giờ là gần một thế kỷ, và năm 75 cho tới bây giờ là 47 năm. Không có một cái thành quả nào mà đây nhờ chủ nghĩa xã hội mà đất nước được như thế này. Trong khi đó thưa quý vị, con cái cháu nội cháu ngoại thì cứ gửi đi các nước là Anh nè, Pháp nè, Đức nè, Mỹ nè, Úc nè để đi học. Như thế thì cái nền giáo dục của tư bản á nó phải hay thì mình mới đưa đi học chứ. Chứ nếu mình chủ nghĩa xã hội của mình nó hay như thế thì mình đi dạy cho người ta chứ tại sao mình lại đi học của người ta. Thì thưa quý vị, nó sai từ cái cốt lõi. Và đây những cái chữ như thế này, nó xin lỗi quý vị, chúng tôi phải nhắc lại vấn đề này. Các nhà nghiên cứu có mặt tại buổi lễ cũng chia sẻ nhận định các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách giúp hiểu thêm vững tin rằng xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội thực sự vì con người. Nhân loại nào hướng tới anh? Thực sự vì con người. Sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn, sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Một thế hệ chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Thưa quý vị, chính đây là một cái, nó trơ trẽn vô cùng. Bởi vì một chính quyền thực sự thuộc về nhân dân á, thì phải có bầu cử tự do chứ. Chúng tôi xin nhắc lại chuyện cũ. Ngay trước khi ông Trump ông làm tổng thống đó, thì ông tranh cử với bà Hillary Clinton. Thì ông thắng thì ông làm tổng thống. Dĩ nhiên có người theo ông Trump, người theo bà vợ của ông Clinton. Nhưng mà ông Trump ông thắng thì ông làm tổng thống. Nhưng mà khi ông tranh cử với ông Joe Biden ông thua thì ông Biden làm tổng thống. Thì cái đó là do đâu? Do lá phiếu. Thì cái đó mới chính là cái ý nguyện của nhân dân. Còn nay mình làm bí thư. Cứ qua mình qua làm chủ tịch. Cái rồi mình đã làm bí thư. Rồi từ cái ông thủ tướng qua làm chủ tịch. Cái ông bộ trưởng công an qua làm thủ tướng. Nghe nói là có cái nhiệm kỳ, mình hết nhiệm kỳ thì mình thấy mình còn tha thiết với đất nước, với người dân, cho nên mình xin thêm làm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, chúng tôi thấy, chúng tôi có đọc cái bài về liên quan đến cái buổi ra mắt sách của ông Nguyễn Phú Trọng này. Thực sự chúng tôi thấy nó lố bịch. Một cách lố bịch, một cách mình không phải dùng cái chữ gì, nó trơ trẽn quá. Rất là trơ trẽn. Trước hết là ra mắt sách của ông, tác phẩm của ông thì ông nên có mặt. Và để ông, đây là cái dịp để ông trả lời những cái thắc mắc của người đọc, của phóng viên, của báo chí. Từ ngày ông làm chủ tịch bí thư đến giờ, có bao giờ ông dành cho báo chí ngoại quốc? Chúng tôi không nói báo chí trong nước là, tại vì báo chí trong nước thì câu hỏi cò mồi hết rồi. Ông có dám dành cho báo chí ở ngoại quốc một buổi phỏng vấn nào không? Sao dám anh? Không, mình đừng nói ngoại ngữ đi, tại vì có thông dịch viên thời buổi này không sao cả. Tôi không nói về vấn đề ngoại ngữ, nhưng mà tôi nói vấn đề khác. Tại sao ông là chủ tịch mà tổng bí thư một quốc gia lớn như vậy, làm bao nhiêu lâu như vậy mà không bao giờ dám dành một cái buổi phỏng vấn cho báo chí ngoại quốc? Họ thắc mắc, họ có gì họ hỏi, họ muốn hỏi đất nước không ạ? Một người như thế này mà nói là can đảm, mà nói là có sáng suốt, mà nói mà lãnh đạo đất nước giỏi thì chúng tôi không biết là như thế nào. Thứ nhất, không. Thứ hai, đây, anh Hoàng Tuấn anh cứ thắc mắc về cái chuyện là đất nước bao nhiêu năm có đảng thì đã xây dựng được những gì. Chúng tôi thấy trên Facebook có người đưa lên cái ý kiến như thế này. Bạn có biết cầu Mỹ Thuận, Úc xây. Cầu Cần Thơ, Nhật xây. Cầu Vàm Cống thì Hàn xây. Hầm Thủ Thiêm thì cũng Nhật xây. Trạm thu phí thì đảng xây. Anh thấy thành tựu, thấy đó không? Đấy, thành quả xã hội chủ nghĩa. Mình biết mình rất là sáng suốt, mình biết rất là thông minh, đỉnh cao trí tuệ loài người là chỗ đó. Mình xài hết, mình gom chúng nó vào, mình bắt chúng nó, bắt thằng Úc phải xây một cái cầu, bắt thằng Nhật xây một cái cầu, rồi làm thêm một cái hầm Thủ Thiêm, rồi thằng Hàn á là bắt nó phải xây thêm một cái cầu Vàm Cống. Mình chỉ có việc là mình xây cái trạm thu phí thế, mình nhân dân thì có cầu đi, đảng thì có tiền thu được, mà mình chẳng phải bỏ ra đồng nào cả. Nhưng mà đấy là thành quả xã hội chủ nghĩa là vậy đó. Đúng, thì tôi cũng tức là người ta xây, tức là xây dựng chủ nghĩa xã hội theo xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là như vậy đấy. Thế thì ít nhất là nếu bây giờ mà đảng không xây nữa thì anh bảo ủa, tại sao đất nước mình mà toàn nước ngoài nó xây thì ít nhất đảng cũng có cái để xây chứ. Xây cái gì? Xây cái trạm thu tiền. Thưa quý vị, bây giờ cho tới giờ phút này thì ai cũng biết rồi, trên thế giới không có một đất nước văn minh tiến bộ, dân giàu nước mạnh đem lại hạnh phúc cho người dân trong nước mà nó theo chủ nghĩa xã hội cả. Chớ bây giờ vẫn còn nhai lại cái chuyện này. Thì nói chung lại đó, thì đây là việc làm của một đám người rách việc. Không có việc gì để làm cả. Thì đúng rồi, tôi hỏi anh chứ Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Ban Lý luận Trung ương Đảng với lại ban qua cái gì giáo học của tất cả cái thứ đó để làm tuyên giáo gì đó. Những thứ đó làm gì? Tiền của đất nước, tiền của dân chúng bỏ ra nuôi cái bọn như là vô dụng đó, ăn hại đái nát. Rồi có người đặt câu hỏi, tại vì anh cứ nói cái chuyện đó làm tôi thấy trong đầu óc tôi lảng vảng trong cái tuần lễ vừa rồi. Có người đặt câu hỏi mà tôi không có câu trả lời là sao? Người ta hỏi là thắng thua thì chạy, bỏ chạy thì đúng rồi, đã đành, mà thắng cũng bỏ chạy là sao? Ai thắng mà chạy thì thua là Việt Nam Cộng Hòa thua thì bỏ chạy sang Mỹ.
thì cái chuyện đó đã đành rồi. Thua thì phải chờ chạy thôi, vì ở lại đâu có đất sống đâu, phải không ạ? Không. Mà thắng mà cũng bỏ chạy là làm sao, cũng chạy sang Mỹ làm sao? Nào chạy? Thì thắng ngay cái phe thắng trận này. Ồ vậy hả? Ừ. Cũng, nhưng mà đâu có chạy, con cái nó đi thôi. Chạy chứ nó bày nữa chứ. Ủa, anh nói chuyện không chạy. Không có những người thơ quá. Thế nên có những câu hỏi mà chúng tôi cứ tìm câu trả lời loay hoay cả một tuần lễ vừa qua, không làm được việc gì. Là tại vì đầu óc nó cứ vướng vất vào những cái đó. Thưa quý vị, mấy người này người ta nói, người ta không biết ngưỡng cái chỗ rằng là chính quyền thực, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Thưa quý vị, bây giờ nhân dân rách nát, cái gì cũng đưa nhân dân ra, cán bộ đảng viên thì nó ăn ngập đầu ngập cổ. Thì nó, đây là một cái việc làm mà của một cái đám người rất việc. Anh nói anh vừa đọc cái câu này, anh đọc lại cái gì của nhân dân làm sao mà gì? Một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đúng rồi. Nhưng mà tiền bạc thì thuộc về đảng và đảng viên, tức là quyền lực thôi. Nhưng mà cũng không có, nói, anh nói quyền lực thì nó quyền lực đó là thì cái gì? Vì người ta không có đi bỏ phiếu được, ngay cả cấp phường, cấp xã người ta cũng không bỏ phiếu được. Bây giờ mình nói chuyện khác ngoài chuyện Nguyễn Phú Trọng đi, chuyện nó chán lắm, chán lắm rồi, chán lắm rồi. Một đám rách việc rồi mà nịnh theo nịnh thần ngày xưa, tôi mình những câu chuyện nịnh thần nịnh vua chứ các thứ, xin lỗi, cái gì của vua nó cũng thơm hết. Anh nhớ cái chuyện nó thế là khác, nó là như vậy thôi. Rắm của quan nó thơm. Ngày xưa nó là như vậy, thì bây giờ mỗi thời nó mỗi khác thì một chút xíu. Cái căn bản của nó, cái cơ bản nó giống nhau, nhưng mà cái cách thể hiện nó hơi khác đi chút. Bây giờ mình nói chuyện thực tế đi. Báo Dân Chí lâu lắm rồi chúng tôi không đọc báo này. Nhật Bản hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức ở Việt Nam. Ủa tại sao kỳ vậy? Khoan. Anh xin lỗi anh, tôi tới đây tôi rất là thắc mắc. Bối rối rồi. Bối rối, rất bối rối. Là bởi vì mình á, đây mới về đây này, mình là đã có những cái lý luận thực tiễn áp dụng, là mình áp dụng cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội á, nghĩa là thành công, thành tựu là nó tuyệt vời. Là ý tưởng nó sâu sắc mà nó hay, nên là bây giờ là phải in ra sách để cho mọi người đọc. 29 bản. Thế tại sao mình qua mình dạy cho thằng Nhật chứ? Tại sao thằng Nhật bây giờ nó lại hỗ trợ thi tuyển công chức ở Việt Nam là sao? Thì anh cứ bình tĩnh nghe tôi đọc bài. Anh mà đọc báo vẹn mà tôi chưa đọc, tôi mới đọc câu đầu là anh thắc mắc rồi. Bởi vì tôi rất là bức xúc. Bộ Nội vụ vừa phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, tổ chức khởi động dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo thì cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thì đó là lý thuyết mà ông đưa ra, có ba cái mục tiêu phấn đấu tới. Và giờ để làm được cái chuyện đó thì phải nhờ Nhật họ hỗ trợ cho cái kỹ thuật thi tuyển công chức ở Việt Nam, là tại vì Nhật nó đã có kinh nghiệm để làm cái công việc này rồi. Nhưng mà Nhật nó đâu có theo chủ nghĩa xã hội anh. Nhưng mà cái gì hay thì mình bắt trước. Anh để tôi từ từ tôi nói cho anh biết. Và thưa quý vị, khi mà nói đến đây, đọc đến đây thì chúng tôi phần đầu của bài báo thì chúng tôi nghĩ rằng chắc Nhật nó mới áp dụng cái chương trình hay lắm, coi như là chắc 20 năm nay rồi, hoặc là 10 năm nay, hay là nhiều lắm thì là 30 năm nay, nó có kinh nghiệm thì nó giúp mình. Ok. Nhưng mà đến đọc cái đoạn sau thì chúng tôi không hiểu là mình có đọc sai hay không. Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, Bộ Nội vụ xác định một trong những giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc này là tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia điển hình thành công, trong đó Nhật Bản áp dụng kỳ thi tuyển quốc gia từ năm 1948 và đến nay thể hiện rõ tính hiệu quả. Không có nói sao đâu giờ tôi quý vị. Năm nay chúng tôi 60 mấy tuổi rồi, mà năm 1948 chúng tôi chưa ra đời. Tôi chưa được sinh, bố mẹ chưa sinh ra. Mà bao nhiêu năm đời ta có đảng. Mà người ta áp dụng từ năm 1948. Bây giờ mình mới mời người ta để sang một cố vấn kỹ thuật để giúp mình làm chuyện đó, mà người ta đã áp dụng từ năm đó. Tại sao bao nhiêu năm thấy người ta thành công mà mình không học? Nếu mình muốn học, mình học từ những cái đó. Việt Nam với Nhật đâu có xa đâu. Việt Nam nó có hệ ngoại giao với Nhật bao nhiêu năm rồi. Việt Nam nhìn sang Nhật biết cái thành công như thế nào, biết rõ ràng rồi. Tại sao bao nhiêu năm nay không học? Ông Nguyễn Phú Trọng. Đừng thắc mắc. Ông sang đây ông học đi. Đấy, các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bệnh viện. Đấy.
là người ta 48 nhưng mà người ta đã bắt đầu cái chính sách đó, cái công việc đó từ năm 1948 và nó cho thấy là thành công. À. Mình biết như vậy. Mà đến bây giờ 2022 rồi. Ngày hôm nay là ngày thông chương trình này, tối của ngày thứ năm. À xin lỗi, tối của ngày thứ ba mà chúng tôi thông chương trình này, tại vì chúng tôi phải thông trước là có những bài báo nó quá quá đặc biệt đi. Thì thưa quý vị, khi mà thâu cái chương trình này là vào cái ngày nó rất là dễ nhớ, là ngày 22 tháng 2 của năm 2022, ngày rất là dễ nhớ. Mà đến từ năm 1948 cho đến bây giờ là khoảng 70 năm rồi. Hơn 70 năm rồi. 74 năm rồi. Mà người ta áp dụng từ hồi đó. Mà mình biết là thành công. Mà bây giờ mình mới sao mời người ta sang Hà Nội, sao vậy? Hà Nội không vội được đâu. Thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kinh hoàng. Đến với đẳng cấp mới, chiếc Lexus LX hoàn toàn mới. Chỉ 2.49% APR cho chiếc 2022 NX 250. Bạn có những ước mơ lớn cho con em mình. Chocolate covered banana is what we're looking at here, and that smells pretty nice. Kỹ nghệ thuốc lá cũng mơ ước như vậy. Oh, wow. Definitely a natural banana flavor. 4 trong 5 trẻ em đã từng sử dụng thuốc lá, bắt đầu với một sản phẩm có hương vị. Truyền thống Việt Nam, hương thơm Việt Nam, vị ngọt Việt Nam, mặn mà Việt Nam. Mừng quá bà con ơi. Chúng ta đi mang theo quê hương, nước mắm Liên Thành hương vị trăm năm, ngọt ngào, mặn mà hương thơm đã có mặt tại nước Mỹ do công ty Hoa Phát đại lý. Hãy đem quê hương hiện diện trong mỗi bữa cơm Việt Nam. Hãy đem nước mắm Liên Thành làm quà tặng cho thân bằng quyến thuộc trong dịp lễ Tết. Ta ơi nước mắm? Nước mắm ơi! Hoa Phát, 18 can. 5316363. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì nhờ cái bài báo anh Nguyên Khôi đọc, chúng tôi mới hiểu rõ được cái giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bệnh viện chính trị kinh tế. Và chúng tôi hiểu thêm cái sâu sắc thêm cái bản chất về an ninh đối ngoại, tất cả các thứ. Hay là như thế đấy. Nhưng mà chúng tôi cũng, tại anh Hoàng Tuấn đọc cái bài này, chúng tôi cũng xin các bố ở Việt Nam nha. Các bố có làm gì làm.
đừng có mang mà dại dột mà mang mà nịnh thối ông Nguyễn Phú Trọng bằng cách là dịch cái này qua các cái ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, những ngôn ngữ phổ thông trên thế giới. Người ta cười cho thối mũi. Quốc tế nó đọc nó cười cho thối mũi. Lúc đó là không có cây, mấy thằng Úc, cái thằng Hàn, thằng Nhật nó sang nó đòi lại cầu hết. Nhưng mà anh biết không, cái ông mà phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đó, ông này ông rất là nặng ký nè. Ông tên là ông Tạ Ngọc Tấn. Tạ vừa cái Tấn nữa. Tấn là đấy. Cho nên là ông phát biểu lại ý kiến. Nó là nặng. Nó còn. Đây là có, chẳng những là có chất lượng mà còn có trọng lượng nữa. Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì thôi, anh biết thì thôi, bây giờ nếu mà không làm cái này, không có giấy để làm gì. Thì anh nhớ ngày xưa mà mấy ông này mà không làm những công việc như thế thì mới không làm gì, không biết chuyện gì làm ấy. Anh chả lẽ anh lương thì không làm gì cả, bởi vậy thừa giấy làm chi, chẳng vẽ voi thì thôi gì cũng xài điểm mới giấy anh hả. Rồi bây giờ về cái con đường đi lên tù thì tôi cũng cứ bối rối cái chủ nghĩa xã hội với xã hội chủ nghĩa. Đi lên chủ nghĩa xã hội thì nhưng mà cái chữ xã hội chủ nghĩa nó hay lắm anh. Người dân trong nước người ta nói lâu rồi, tôi nhớ nó cái hồi mà mấy ông mới vào á, mấy ông ấy nói là hay có cái khẩu hiệu là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có con người xã hội chủ nghĩa, con người mới xã hội chủ nghĩa. Okay. Cái câu khẩu hiệu là thời đó là như vậy. Bây giờ tôi bỏ rồi, lý do là tại vì nếu mà với cái con người mới xã hội chủ nghĩa đó mà xây cái chủ nghĩa xã hội không bao giờ tới cả. Người ta rút kinh nghiệm mấy chục năm sau cùng thì người ta khám phá là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần có những con người của tư bản chủ nghĩa thì nó mới xây được. Phải thấy rõ ràng không? Nó muốn xây thì muốn thì nó mới phát triển. Tức là phải đưa con cháu nó đi Mỹ, đúng rồi, đi Pháp, đi Úc, đi Đức để học, đúng rồi. Chứ không phải đưa của bác Hàng học. Cuba, Cuba học à? Thế thôi thì mấy bố là như vậy thôi. Bây giờ như đây, chủ nghĩa xã hội này, xây dựng chủ nghĩa xã hội này. Dân khổ sở vì 10 năm làm không xong 1,5 cây đường. anh có phải thích những cái chuyện xây cất nha. Nhà thầu đã ứng số quá số tiền vượt quá giá trị xây lắp, nhưng 10 năm qua dự án đường giao thông liên xã Nghệ An vẫn không xong để bàn giao, trong khi chủ thầu mất hút, khiến người dân lẫn chính quyền vô cùng khổ sở. Đó, thưa quý vị, có 1,5 cây thôi mà 10 năm rồi nó không có xong. Bây giờ dân cũng điêu đứng mà chính quyền địa phương cũng điêu đứng luôn. Mà nhà thầu thì nó trốn rồi, nhà thầu thì nó biết mất tiêu rồi. Cho nên mà 10 năm qua nó vẫn còn dang dở. Thì thưa quý vị, dân khổ chính quyền cũng kêu khổ. Và nó đến nỗi như thế này nè, căn nhà của ông Lê Thạc Tùng ngụ xóm 3 xã Quỳnh Vinh nằm sát đoạn đường đang thi công ở xóm 3. Ông Tùng cho biết người dân ở đây đã phải khốn khổ 10 năm qua vì sống trong cảnh nắng bụi mưa lầy do đoạn đường bị bỏ dở. Con đường này là xương sống của xã, đào lên nối qua xã Tân Thắng gần 3 trường học, nên hàng ngày có hàng ngàn lượt người qua lại. Đã có rất nhiều trường hợp bị ngã xe do trơn trượt ổ gà khi qua đoạn đường này. Nắng thì bụi mịt mù, chúng tôi phải dùng bạt tấm lưới mắc dày để che chắn, nhưng bụi vẫn phủ đầy nhà. Thì cuối cùng là sao? Vì quá bức xúc, người dân đã quyết định góp tiền đổ bê tông, nhưng không được vì đường đang thi công chưa bàn giao. Mới đây Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Vinh tạm cho đổ sỏi và san gạt để người dân đi lại, nhưng chỉ một thời gian ngắn mặt đường lại xuất hiện nhiều ổ gà, bụi mịt mù khi có nắng và lầy lội khi trời mưa. Rước ngay Nguyễn Phú Trọng và nguyên cái băng mà ra mắt sách đó, nó có ông Tạ Ngọc Tấn đó, xuống mang sách, xuống mang sách của Nguyễn Phú Trọng á, lót con đường này nó thực tế hơn, thực tế hơn. Những cái chỗ nào mà nó bây giờ là ổ gà sách nó nhiều lắm, thì mình lấy sách đó đây. Đây là những cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của đồng chí Tổng Bí thư. Thì bây giờ cái ổ gà này, bây giờ đi xe quá thôi thì lót sách cũng. Ông, chị Quỳnh Sơn có viết bài tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi thấy quý vị và gần cái khu vực này đúng là trong cái tình trạng đó. Và thứ anh nó khổ cái là cái vướng mắc là bây giờ nó về vấn đề giải phóng mặt bằng. Cái gì mà nó dính vô giải phóng là nó vất vả, nó khốn khổ. Cái đất nước, cái miền Nam Việt Nam cũng dính vô hai cái chữ giải phóng đó. Mà nó khốn khổ cho đến bây giờ nữa. Như thế mà sẽ mình nói cái chuyện này nhẹ nhàng quá, chút xíu rồi. Chuyện này thì nó nhẹ thôi, chuyện này chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà cho nó không khí nó thư giãn một chút xíu. Anh Hoàng Tuấn Anh rất là căng thẳng ngày hôm nay. Báo Dân Việt, Hội Nông Dân Đắk Lắk loan tin hoặc là cho biết, hoặc là thông báo, trao dê sinh sản
cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. À, đây là dê mà có thể xin xin dạ, dạ. Nhằm giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nông dân huyện Buôn Đôn ở Đắk Lắk phối hợp với Ban vận động Quỹ vì người nghèo của huyện tổ chức chương trình trao dê sinh sản. Trước hết là cái đám này không biết nó có phải là phản động hay không. Là tại vì theo như cái tinh thần tôi đọc những bài báo từ trưa đến giờ, đồng chí Tổng Bí Thư đã từng nói là đất nước chúng ta chưa bao giờ có một cái cơ ngơi như hôm nay. Khi anh đã nói rằng có cơ ngơi, tức là anh phải khá rồi phải không ạ? Anh phải giàu ít nhất là anh không giàu có lắm thì anh cũng không còn nghèo nữa. Thế mà bây giờ, thế mà bây giờ chúng nó vẫn còn ban vận động quỹ vì người nghèo là làm sao? Thế thì đất nước ta chưa bao giờ có được cái cơ ngơi như nghèo như hôm nay. Là đất nước ta có những người nghèo. Ở trên nói, ở dưới không nghe là làm sao? Không, nhưng mà hay tôi thích Việt Nam là sao? Là hộ nghèo, hộ cận nghèo và nghèo bền vững. Nghèo mà nghèo bền vững. Có nghèo bền vững nó mới ghê. Rồi. Sau đó thì thưa quý vị đọc bài báo thì họ tổ chức trao dê cho người nghèo, cho hội viên mà nghèo. Mà một chỗ này nó lại tổ chức mấy cái tiệm bán lẩu dê là xong luôn. Mà tôi thấy buồn cười nhất là tôi tưởng cái chiến dịch này nó lớn. Tại vì dù sao đó chăng nữa cái số người nghèo nó có ít đâu. Mà phải tổ chức một cái chương trình như vậy, một cái chiến dịch như thế này. Được mấy con? Được một cái xe ba gác. Bỏ mấy con dê túm tụ mình đó. Một xe ba gác hả? Xe ba gác, xe kéo. Như thế thì người nghèo đó có bao nhiêu? Không hả? Mà làm cái quỹ vì chỉ đúng là rành ra. Nếu mà nghèo nhiều thì phải... Đây, nguyên cả cái đám dê đây. Mấy con này là khá như... Mà phải đăng báo, mà phải làm lớn. Một tập thể dê, kim tốn. Không biết được mấy cá thể. Thì anh cũng thông cảm bây giờ. Bây giờ không thì viết cái gì bây giờ? Bởi vì nhưng mà thôi thì nếu mà những người thực sự là những người dân nghèo mà có được tấm lòng mà được đảng hay là chính quyền địa phương mà đoái hoài mà nhìn đến người ta mà giúp cho người nghèo thì cái chuyện đó cũng là rất là tốt. Nhưng mà please đừng có như Ngọc Tuấn vừa nói nha, những cái tiệm mà bán lẩu dê chung quanh khu vực này làm ơn đừng có động chạm đến cái đó nha. Dê sinh sản thì nó là có cái món mà vú dê nữa. Dân nhậu nào lắm thì không biết ơi cái bì dê này mà làm cái món vú dê nướng mà là dê sinh sản mà thế đấy đi đó thì trên cái món vú dê nướng là coi như nó đắt lắm thì tôi sợ lắm. Chứ còn nếu mà thật sự mà những người nghèo mà nhận được như thế thì cũng mừng cho người ta. Mình nói chuyện nhẹ thôi nó vui thôi, nhưng mà mình chỉ ngạc nhiên cái là sao mà Tổng Bí Thư ông Chủ tịch nước thì tuyên bố một câu rất là dữ dội như thế này. Câu mà đi nếu mà thế giới mà nghe thấy là rất là ấn tượng. Mà đất nước chúng ta chưa bao giờ có được một cơ ngơi như thế này. Nghe chứ cơ ngơi này mình phải hiểu một đất nước nó giàu mạnh. Thế khắp thế giới là mây mù che phủ. Chỉ có Việt Nam mình mặt trời tỏa sáng. Hay chưa nào? Nhưng mà nếu mà nước chưa có cơ ngơi, khi mà nói hai chữ cơ ngơi, chỉ nhất đối với người Việt Nam là phải nhà xây, nhà gạch. Nếu mà không được 5-7 tầng thì cũng như là một căn mà nhà chưa phải bao xây. Giờ nữa. Chưa bao giờ có được. Chưa bao giờ có được. Mà tôi thấy cái cơ ngơi này, nhà tranh vách đá ở đây mấy con dê đây. Không biết cái cơ ngơi đó sao thì cũng có còn hơn không. Cũng có được vài con dê. Có cả một chương trình nữa. Thì nhưng mà vẫn đỡ hơn. Vẫn đỡ hơn là nó giao cho người ta heo mà về nuôi rồi nó ngã cái đùng là nó chết. Hay là con bò giống anh. Nó đang đi nó té cái đùng xuống nhá. Thì nói chung là những địa phương này nó vẫn có những cái động thái tích cực hơn là những địa phương mà đưa con bò giống đi nó té cái đùng mà là gì 900 con heo mà về còn 140 con. Mới trao thì cũng chưa biết làm sao. Em chờ một năm nữa xem kết quả như để thế nào. Coi thì nó có sinh, nó có sản gì không. Thưa quý vị, rất tiếc là không đủ thời giờ. Chúng tôi xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chào quyết thắng để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cho đường hướng Nguyễn Phú Trọng. Kinh quá.